Các bác hãy để ý cái dây của cây này nhé. Đây các bác này, nó dạng dây này, và nó bám rất chắc vào cái thân cây gỗ này. Cây này có đặc điểm giống với cây vẩy ốc, đó là cái lá. Cái lá đó các bác, cái lá thì nó có hai loại. Một loại thì khi còn bé thì lá nó rất nhỏ và có hình tim như này, mép răng cưa. Nhưng mà vẫn trên cái cây này, đây ạ. Đấy, và khi nó lớn đấy, khi lớn thì cái lá nó sẽ chia ra làm 3 lá chét như này. Đây ạ, mép vẫn răng cưa, nhưng mà nó sẽ chia ra làm 3 lá như này. Đây ạ. Đấy các bác thấy chưa ạ? Dễ bám đây. Cây này thường ở trong rừng thì nó sẽ bám lên những tảng đá, hoặc là trên thân những cây lớn, cây gỗ đấy ạ. Ở đây các bác nhìn thấy rễ nó bám rất chắc vào thân cái cây này. Đấy. Cây này ở trên vùng cao người ta gọi là cây chân ếch. Đấy. Cái hình dáng cái lá này, hoặc là hình dáng cái rễ này các bác này, nó rất giống với cái bàn chân của con ếch, nó bám lên. Đấy, rất giống cái bàn chân của con ếch. Cây này là một trong những vị thuốc đặc hiệu của người Dao trong việc điều trị bệnh vô sinh hiếm muộn của nữ giới. Đấy, và trong bài thuốc vô sinh hiếm muộn thì Quân cũng luôn cho cây này vào, là một trong những vị thuốc cực kỳ quan trọng. Bộ phận chính dùng thuốc của cây này chính là thân đấy ạ. Đây các bác, cái dây nó đây ạ. Đấy, như dây này. Ở trong rừng thì có những cái dây nó to bằng này các bác này. Đấy. Còn cái cây này thì mang về nhà để trồng này để bảo tồn. Hoặc là khi nào cần thiết thì cũng có thể lấy cái cây này. Khi mà trời mưa gió không đi được rừng ấy, thì bắt buộc phải lấy những cây ở nhà này để làm thuốc. Đấy, ví dụ như là cái cây này, cái dây này đã làm được thuốc được rồi này các bác này. Đấy. Cái đặc điểm của cây này thì như Quân vừa trình bày với các bác ấy, các bác nhận diện trong tự nhiên nhé. Khi nhấm cái lá này thì nó có vị hơi chua. Đấy, và hơi nhớt một chút. Nhưng mà khi nhá xong thì nó sẽ có một cái độ ngọt hậu ở trong họng ấy. Đây, dây nó bò đây các bác này. Từ dưới gốc nhé các bác nhé, lên trên này. Đây ạ. Vẫn nó đây ạ. Trên này, này. Nó phát triển rất mạnh. À đây là cái chùm quả của nó đây các bác. Cô sẽ quay cận cảnh cho bác xem nhé. Chùm hoa, chùm quả nó đấy. Theo cách giải thích của người Dao thì cây này có tác dụng làm ấm tử cung. Đấy, người Dao lý giải rằng là phôi thai nó cũng giống như là quả trứng gà đấy. Nếu không được ấp ở cái nhiệt độ phù hợp đấy, thì cái quả trứng đó sẽ không nở ra thành con gà con. Và phôi thai cũng như vậy. Nếu tử cung mà bị lạnh, tử cung mà bị tổn thương thì cũng không đảm bảo được cái việc là giúp hình thành phôi thai. Đấy. Do vậy là theo cái cách giải thích của người Dao thì cây thuốc này, cây chân ếch này, đấy, tác dụng của nó là làm ấm tử cung. Đấy. Cách giải thích của người Dao cũng rất là hợp lý, và Quân đang dùng cái bài thuốc của người Dao. Đấy, đang dùng bài thuốc người Dao. Do vậy là Quân cũng xin phép các bác là xin giải thích cái bài thuốc này theo phương diện của người Dao giải thích. Cây này tác dụng làm ấm tử cung và là một trong những thành phần chủ yếu trong bài thuốc chữa vô sinh nữ mà Quân vẫn thường xuyên giới thiệu với các bác trên Thảo Dược net. Bác nào quan tâm đến bài thuốc này, hoặc là có người thân, bạn bè đang bị chứng hiếm muộn mà có thể là đi điều trị, thăm khám ở nhiều nơi không khỏi, thế thì các bác cũng có thể là quan tâm đến cây thuốc này, hoặc các bác có thể là liên hệ trực tiếp với Quân qua số điện thoại 0946 875 000. Đấy. Quân sẽ giúp các bác là có được cái phương pháp điều trị cách hợp lý nhất. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.